kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh báo sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, cập nhật thêm những thông tin liên quan đến phiên xét xử Đường Nhuệ và hôm nay 18 tháng 11, tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tiếp tục phiên làm việc xét xử Nguyễn Xuân Đường, hay còn gọi là Đường Nhuệ và đồng phạm trong vụ bảo kê hỏa táng. Đáng chú ý tại phiên tòa, khi được hỏi về việc tham gia hiệp hội tang lễ Thái Bình, lời khai mà Đường Nhuệ đưa ra đã gây phẫn nộ với cộng đồng. Cụ thể ra sao xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Cụ thể, từ 8 giờ ngày 18 tháng 11, lần lượt các bị cáo Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, sinh năm 1971, trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Ninh Đức Lợi, sinh năm 1974, trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình. Phạm Văn Úy, sinh năm 1989, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình. Nguyễn Khắc Ninh, sinh năm 1979, trú tại huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Bùi Mạnh Tiến, sinh năm 1995, thường gọi là Tiến Trắng, con nuôi đường nhuệ, được di lý tới tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình. Nguyễn Xuân Đường bị cáo buộc trong khoảng thời gian từ đầu cuối năm 2017 đến tháng 4 năm 2020 đã dùng nhiều thủ đoạn đe dọa trực tiếp hoặc gián tiếp để cưỡng đoạt tiền của 25 chủ cơ sở dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Bị cáo Nguyễn Xuân Đường tự xưng là chủ tịch Hiệp hội Tăng lễ Thái Bình, tự ban hành quy chế hoạt động của Hiệp hội và hợp đồng nguyên tắc giữa công ty Đường Dương với các dịch vụ tăng lễ Thái Bình. Đường Nhuệ còn bị cáo buộc đã ép buộc các chủ dịch vụ tăng lễ phải báo ca hỏa táng cho người của Đường, phải nộp số tiền 500.000 đồng một ca hỏa táng. Trình bày trước tòa hôm nay, Đường Nhuệ cho biết được các cơ sở dịch vụ tăng lễ tha thiết đề nghị làm chủ tịch Hiệp hội Tăng lễ Thái Bình. Theo bị cáo Nguyễn Xuân Đường, mọi người tha thiết mời mình vào làm để họ làm ăn yên ổn nhờ đứng lên để bảo vệ họ, nhưng thời điểm đó đường im lặng. Đường Nhuệ khai thêm, Ninh Đức Lợi nói, bây giờ chỉ cần bị cáo đứng lên, lấy tên bị cáo để mọi người dựa vào, không ai bắt nạt. Lợi là người giúp chính các công việc. Bị cáo Nguyễn Xuân Đường khai rằng, các cơ sở dịch vụ tang lễ đưa ra ý tưởng, tất cả các ca hỏa táng khi có sẽ báo về một số điện thoại, từ đó sẽ báo về tổng đài. Giờ Hiệp hội Tăng lễ Thái Bình thành lập riêng thì có số điện thoại riêng. Bị cáo nói chuyện này không làm được đâu, nhưng mọi người bảo lợi sẽ làm việc đó. Ngay lúc đó, Bùi Văn Minh bảo bây giờ tôi có thừa một sim cho hiệp hội, rồi đưa luôn trước mặt mọi người, đường khai. Theo bị cáo, mọi người còn đưa ra ý tưởng muốn in tên đường dương, đường nhuệ lên thành xe, đầu xe hỏa tán nhưng đường không chấp nhận. Đường khai những lần đến hợp, lúc đầu suy nghĩ là cho vui, giúp được ai cái gì thì giúp, nhưng dần dần thấy thương cảm cho hoàn cảnh của các dịch vụ tăng lễ ở Thái Bình bị đi thương nhà có người chết nên sau đó đã đồng ý tham gia vào Hiệp hội tang lễ Thái Bình. Đường Nhuệ khai, trước đây các dịch vụ cũng nộp cho ông Giao, Trần Định Giao, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đơn vị quản lý đại hóa thân Thanh Bình, Nam Định, 3.000 đồng một ca. Hôm nay thành lập hiệp hội mới đóng thêm 500.000 đồng một ca để duy trì hiệp hội và các dịch vụ tang lễ tự trích ra. Khi tôi nhận làm giúp các dịch vụ là xuất phát từ cái tâm của tôi, các dịch vụ khẩn thiết nhờ tôi giúp đỡ. Khi đó tôi nói giúp mọi người không biết có ảnh hưởng gì đến pháp luật không, Tôi đề nghị mọi người là giúp mọi người thì phải làm giấy tờ gì đó để không vi phạm pháp luật. Nguyễn Xuân Đường trình bày Về bản hợp đồng nguyên tắc giữa công ty Đường Dương và các dịch vụ, Đường Nhuệ Khai đến giờ cũng chưa biết bản hợp đồng như thế nào. Mặc dù vợ Đường là người ký nhưng Đường nói bản hợp đồng chẳng có giá trị gì về pháp lý, có thể chỉ là thỏa thuận nào đó. Về số tiền cáo buộc chiếm đoạt của các cơ sở dịch vụ hơn 2,4 tỷ đồng, Đường Khai bản thân có nhiều khoản tiền không thể nhớ được. Với số tiền các dịch vụ báo ca, đường khai chi tiêu vào việc ăn uống, các hoạt động của Hiệp hội tang lễ. Trước thông tin đang phải đóng tiền cố định ở công ty Hoàng Long, nhưng với đường nhuệ, các dịch vụ phải đóng thêm 500.000 đồng. Đường nhuệ lý giải, họ bỏ ra 500.000, mình được ăn, được uống, tổ chức liên hoan, đi lại công việc đúng giờ, không ai bắt nạt. Thu theo ca là do các cơ sở dịch vụ đưa ra, nói mãi bị cáo mới nhận cho, đừng nói. Cũng tại phiên tòa, khi được hội đồng xét xử cho phép nói tại buộc khai báo, bị cáo nguyễn xuân đường đã liên tục trình bày lan man không tập trung vào các vấn đề chính của vụ án đơn cử như việc bị cáo này nói rất nhiều về bữa liên hoan khi họp mà các thành viên trong hiệp hội tang lễ thái bình do đường lập nên cụ thể hội đồng xét xử rất nhiều lần yêu cầu bị cáo không nói lan man chỉ tập trung vào vấn đề chính bị cáo không trình bày lan man về việc mời ăn liên hoan tại bữa ăn có những món gì hội đồng xét xử đề nghị bị cáo trình bày ngắn gọn vào nội dung chính đại diện hội đồng xét xử đề nghị khi hội đồng xét xử hỏi, bị cáo cho biết số tiền mà các dịch vụ tăng lễ đóng 500.000 đồng một ca đã được bị cáo chi tiêu thế nào. Công khai số tiền thu chi, số tiền còn lại là bao nhiêu với các chủ dịch vụ tăng lễ hay không. Bị cáo đường cho biết số tiền này được dùng vào việc duy trì hoạt động của hội. Trong đó, việc uống nước tại quán cà phê, tổ chức ăn liên hoan mỗi tháng 1-2 lần. Ngoài ra còn chi tiêu vào việc thăm hỏi các thành viên hiệp hội bị ốm đau. Về vấn đề công khai số tiền, bị cáo cho biết không ai hỏi về số tiền, nếu ai hỏi thì bị cáo sẽ tường trình. Tất cả đều được ghi vào sổ sách. Bị cáo Đường Khai, vấn đề này sau đó được hội đồng xét xử đưa ra nhiều lần nhưng bị cáo đều nói như vậy. Hội đồng xét xử hỏi về số tiền 500.000 đồng nộp mỗi ca có được bị cáo ghi vào hóa đơn hay không? Về câu hỏi này bị cáo Đường nói rằng các chủ dịch vụ tự nguyện nộp và không ghi vào hóa đơn. Khi nộp tiền sẽ được thu ở quán cà phê, các chủ dịch vụ tự nguyện nộp. Hội đồng xét xử đưa ra vấn đề ngoài số tiền 4,3 triệu đồng một ca, giờ các dịch vụ tăng lễ phải nộp thêm 500.000 đồng, là người kinh doanh cần tối đa lợi nhuận. Vậy ai lại tự nguyện mất thêm 500.000 đồng như vậy không? Đừng nói nếu vào hiệp hội thì không đơn độc, ốm đâu cũng được thăm hỏi. Vào hiệp hội sẽ được hỗ trợ nhiều như đi lại đúng giờ, bỏ số tiền đó để cho mình ăn uống liên hoan. Hội đồng xét xử phản biện rằng hiệp hội không yêu cầu được ăn uống, đó là bị cáo tự đưa ra. Nói thêm nữa, công ty Hoàng Long làm hỏa táng không chỉ phục vụ mỗi tỉnh Thái Bình mà nhiều tỉnh khác. Do đó, không có chuyện không đưa thêm 500.000 đồng mà họ làm sai giờ giấc. Ngoài ra, khi hội đồng xét xử đưa ra nhiều câu hỏi như Ai là người đưa điện thoại để nhận báo ca cho Cường? Ai là người giao thái thu tiền? Bị cáo đường xin phép chưa trả lời vì hiện không nhớ rõ. Đặc biệt, phiên tòa xét xử còn thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt của dư luận. Khi mà vợ đường nhuệ là Nguyễn Thị Dương xuất hiện với ngoại hình kém bất ngờ khi được trang điểm son môi và đánh móng tay đỏ. Trước những tranh cãi của dư luận về vấn đề này, mới đây công an Thái Bình đã chính thức lên tiếng. Cụ thể, Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Phó giám đốc công an tỉnh Thái Bình cho biết, trong quá trình giam giữ, trường hợp Nguyễn Thị Dương là đối tượng vừa có án vừa bị điều tra án mới nên cơ quan công an giám sát rất chặt chẽ, vấn đề này và không có ưu ái gì. Thượng tá Vũ Mạnh Hà thông tin thêm, trong quá trình bị giam giữ, không được phép đưa vật cấm vào phòng giam giữ bị can, Nguyễn Thị Dương cũng như các bị can bị cáo phạm nhân khác chỉ được dùng các tư trang cá nhân như bàn chải và kem đánh răng rửa mặt có giám sát của cán bộ trại giam còn trước khi ra tòa phạm nhân có đề xuất trang điểm một chút cũng không có vấn đề gì lớn và cũng không vi phạm gì quy định gì tuy nhiên ông hà khẳng định trong quy định giam giữ không có chuyện cho phạm nhân son môi sơn móng tay nếu trong quá trình giam giữ mà để người ngoài đưa thỏi son môi dụng cụ sơn móng tay móng chân hay vật sắc nhọn cho phạm nhân thì không được cán bộ trại giam không cho ai mang những thứ này vào phòng giam giữ Trước khi ra tòa, có thể phạm nhân nữ nhờ cán bộ cho tô son để trước ống kính máy quay, truyền hình đỡ nhật nhạt. Gia đình yên tâm thì cũng không trái quy định, nên nữ quản giáo có thể cho phép giúp đỡ. Có thể bị cáo dương nhờ cán bộ nữ áp giải vào tòa, cho xin tí son môi hay nhờ sơn móng tay, ông Hà nhận định. Phó giám đốc công an tỉnh Thái Bình khẳng định lại, quy định trại giam rất chặt chẽ, không thể đưa vật cấm và các đồ linh tinh khác vào phòng giam được, vì cơ quan công an tỉnh Thái Bình kiểm soát rất chặt vấn đề này. Cơ quan công an cũng có quy định rồi, son môi và các thiết bị cứng không được phép mang vào để phòng người này tị nạn người kia, có khi còn xảy ra nguy cơ tự tử, tự sát. Tôi sẽ cho kiểm tra xem bị cáo Dương lấy son, sơn ở đâu, nếu có vi phạm sẽ cho chấn chỉnh. Thượng tá Vũ Mạnh Hà, phó giám đốc công an tỉnh Thái Bình nói. Vụ việc liên quan đến xét xử đường nhuệ vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Chúng tôi sẽ cập nhật khi có thêm thông tin. Còn bây giờ thời lượng của chương trình đã hết xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại